Đây Phú Gia này, núi núi Phú Gia, đèo Phú Gia. Mưa mây mù sương mù trên lưng chừng núi luôn. Mây đấy, mây thấp, mây thấp, hơi nước, mây gì. Lâu lắm đấy mình nhìn thấy này nha. Hồi xưa ở mình sáng ra là cứ nhìn đồi này sang đồi kia là thấy rồi. Giờ nó hết rừng á, sương mù nó không có nữa. Bây giờ sương này à, mọi người thấy không? Độ ẩm nó không còn nữa. Độ ẩm, đúng rồi, độ ẩm của rừng nó không còn nữa. Đây là cái gì đây? Hầm hầm Phú Gia này. Đúng rồi. Hầm Phú Gia. Hầm này ngắn đoạn. Qua đây công an hay đứng phết đấy. Có hôm nó đứng bên này nữa. Nhưng mà vừa nãy qua hai chốt ở đâu nữa. 60-40. Bật đèn. Hầm dở lại. Đánh nút công làm hầm khoan thẳng mẹ đấy ha. Làm cong cong làm cái gì vậy? Quan phát thẳng tưng từ bên này sang bên kia luôn, nó thoáng nữa. Làm cong cong. Tiệt tỉnh. Mà cái hầm này nó ngắn nha. Bắn bỏ đồ thẳng một phát một làm. Đúng rồi. Hầm Hải Vân vẫn cong mày. Cái khoan núi khoan đất rồi mà. Đó. Này này, mây lưng chừng núi. Đó, nhìn xa xa kia là mây nha, nó không đẹp không các bạn? Ôi trời, phải nói là đẹp tuyệt vời luôn. Cảnh vừa qua hầm Phú Gia nhá. Đó, Huế này, đẹp thôi rồi.